Rồi các bạn ơi, thì cái chỗ thước phim mà chiều đang bay lên á là ấp 2 xã Sơn Đông. Thì cái đoạn kia ngoài kia cầu Sơn Đông á, đi thẳng vào đây, đây là con kênh đi thẳng vào đây. Thì không biết sau này cái cầu đường cao tốc này sẽ đặt cầu gì nha các bạn. Giờ mình đi khám phá thử nha. Dạ, chào chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Phía trước chiều là đường xuống cầu Gạch Miễu 2 ở Bến Tre. Đoạn này là chỗ cầu Sơn Đông đi qua. Bây giờ chiều mời cô chú, anh chị và các bạn cùng chiều khám phá đường xuống cầu Gạch Miễu 2 nha. Rồi, mời cô chú, anh chị. Rồi, bây giờ mình ngay chỗ ngã tư này. Thì vừa thấy đường làm trắng nhựa kìa. Ở phía trước là anh đang làm cái lên thi lên đường phía trong nữa. Thì đường này tiếng là phía ngoài giống như là đường cao tốc rồi. Cái đường cao tốc á, ở trong là đường nội bộ. Quá xa luôn. Cái đường lớn á, biết lớn luôn. Đang làm cái đường trong luôn. Xe cuốn làm ba xã cái này có dấu xe đi nhưng mà nhìn đó thôi, chỗ này rộng rê quá rồi. Rộng mênh mông luôn. Hôm trước một video mà chiều khám phá từ cầu Hầm Luông vô một đoạn thì có một cái con kênh, thì bây giờ chiều sẽ tìm cách chiều khám phá lại đoạn này và đi về phía cầu Hầm Luông. Bây giờ mình sẽ quay lại nha cô chú anh chị, cái đoạn này rộng như thế nào đó, người ta đang làm một đường ở phía trong nữa. Đoạn này là nữa chắc là đường làm kiểu này là kiểu đường cao tốc rồi. Rồi quan trọng là mình đi phía bên kia, qua bên kia cái đoạn đường bên kia như thế nào để coi mình xem thử tuyến đường đi qua đó. Do là đường sình lầy quá cho nên là chị cũng hơi ngán. Giờ chị coi có cái đường nhỏ nào mình đi xuống dưới đó được hay không. Giờ có cái đường đan này nè để khám phá xuống dưới thử, sẵn mình khám phá các đường trong đây. Đi quá trời. Có con đường hòn trong đây đi nè. Ở trong đây vườn không. Thank you.
chú anh chị ra đi. Sợ lúng. Chú với anh ông chỉ ra đi nhưng mà vì sợ lúng. Đó, nhưng mà cũng dơ xe rồi lại rửa tiếp. Ủi rồi là không có lúng. Thiệt, phải nói thiệt. Ủi rồi không có. Nè, đi đến chị thấy không? Hồi nãy giờ tính đi đường này nhưng mà đi không được. Anh chỉ vô đi. Rồi, đây cái đoạn này bơm cát vô nè. À, có đường qua nha, để chị đi khám phá khu vực này coi sao. À. Đây, đoạn này bơm cát lên rồi nhưng mà không đi được đâu. Xe kia đi, xe này không dám đi. Đi qua đường này. Chỉ qua đường này. À, đường này mình kiếm đường qua cái đoạn đầu kia để mình xem nha. Đi cái đường chính nó lúng quá trời, chiều chạy chiều sợ quá. Đoạn này thì thấy xe cũng đang thi công làm cái ấp lộ Sơn Đông Tân Thành. Đoạn kia thì chảy nhựa, chảy lớp đá. Ở đây đang cũng đang đổ đá quá trời. Có xe đi. Nếu mà có xe đi thì chịu đi thử. Cao quá trời cao luôn. Cái đường cao kinh khủng thiệt. À, trở lại một lớp cao quá trời luôn. Kìa, vừa thấy cái đoạn hôm trước rồi kìa. Con bún ngon quá trời ngon luôn. Vừa thấy cái đoạn hôm trước chị chia sẻ kìa. À, kìa, kìa, đoạn dưới kìa. Thank you.
Chiều thấy rồi kìa các bạn. Hôm trước là chiều có một video từ cầu Hầm Luông cho tới trong đó kìa. Bây giờ vừa đang chạy ngược lại phía đoạn đó. Là mình nối giữa hai video nha. Là video từ cầu Hầm Luông vô tới đây và về hướng là ở chỗ cái đường chỗ cầu Sơn Đông đi vô á. Trời luôn, cao kinh khủng cái đường. À, suy nghĩ để mình đi đường nào. Dấu xe đây, đây một dấu xe đi. Và anh đó đã đi đúng thì mình chọn chỗ đi cũng đúng. Điều quan trọng là anh xuống đường nào tới đây là. Rồi tới đây quay đầu à. Thấy cái dấu quay đầu kìa. Rồi bây giờ không có đường ra luôn. Dạ. Quay đầu đi theo dấu xe cuối cùng rồi quay đầu. Ok bây giờ các bạn mình sẽ kiếm đường mình qua bên kia để mình quay lại cam để coi. Đây các bạn, đây là như là một con đường phía trong thì đường mình này gọi là đường nội bộ. Đường kia là đường cao tốc thôi. Thì đây đang thi công luôn nè các bạn. Rộng à, quá rộng luôn. Có
con đường trong đây rộng và đường trên kia. Gần tới tới cái đoạn của chiều quay hôm trước rồi kìa. Phía trong nó chiều đi không được, chiều phải đi phía ngoài nha các bạn. Phải đi phía ngoài thì mình mình đây ủi tới chỗ nào xe ủi đi được là mình đi được. Xe ủi đi đúng hết. Đi ngoài. Rồi, tới đây thôi nè các bạn. Thì phải đi đường ngoài này, nói trong là lúc cô chỉ thì mình đi theo cô, mình qua bên kia chỗ nào trống đó, mình bay mình vô mình bay mình khám phá thử các bạn. Ở trong đây vườn dừa không? Hôm trước là chiều đi qua từ tới cái kênh đó đó. Bây giờ mình phải tới bên đây. Mình đã qua bên đây là nói rồi đó đó các bạn. Thấy không? Hoành tráng nha, cái nhịp cầu. Rồi các bạn ơi, thì cái chỗ thước phim mà chiều đang bay lên á là ấp 2 xã Sơn Đông. Thì cái đoạn kia ngoài kia cầu Sơn Đông á đi thẳng vào đây, đây là con kênh đi thẳng vào đây, thì không biết sau này cái cầu đường cao tốc này sẽ đặt cầu gì nha các bạn. Giờ mình đi khám phá thử nha. Rồi thử coi, quá đẹp luôn. Đó, nước lên các bạn thấy không? Quá đẹp đó các bạn, dưới dốc cầu đó, con đường rất là đẹp nha. Đó, cho các bạn xem, tuyệt vời luôn.
Rồi chiều sẽ quay lại nha các bạn. Quá đẹp. Ồ, đẹp quá trời đẹp luôn các bạn. Wow, cho các bạn xem ngay dòng sông nè. Rồi, đó, qua dốc cầu kìa các bạn. Đẹp không? Quá trời đẹp con đường luôn. Tuyệt vời. Con đường rất là đẹp. Chị sẽ thực hiện clip này ở đây rồi mình sẽ đi ra đoạn ngoài kia, mình thực hiện ngoài kia kìa. Từ xa thì các bạn thấy cái giống như là cái chân cầu Gạch Miễu rồi kìa. Quá trời tốt ngoài kia luôn. Đó. Các bạn thấy không? Quá đẹp luôn. Rồi, mình bay về lại lần nữa nha các bạn. Quá trời đẹp. Xa xa các bạn nhìn toàn là dừa không đúng không? Đó, cho các bạn xem đoạn này lại nha. Đoạn này là đẹp nè. Wow. Quá trời đẹp lắm. Cho các bạn xem cái dòng sông này.
à, dòng sông đó các bạn, tuyệt vời không? À, quá tuyệt vời. Rồi cho xem lại lần nữa nha, rồi mình xin kết thúc video nha các bạn. Tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng. Công ty Soa Hàng nay có chương trình giảm giá. Rồi, chị xin phép kết thúc video nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video cầu vượt lửa, đường cầu vượt lửa 2 buổi chiều. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.